Một loại thực phẩm tốt nhất để trong thải độc gan đấy chính là glutathione. Glutathione bây giờ đang được phổ biến đấy là nó có thể giúp cho mọi người làm sáng da và hạn chế nám đúng không? Nhưng thật ra nói thật với mọi người, bác sĩ Hoa thấy cái tác dụng này theo đường uống nó không thật sự rõ ràng đâu. Nhưng mọi người lại không biết về cái tác dụng thực sự của glutathione mà nó còn tốt hơn cái tác dụng làm trắng da mới làm giảm nám cho chúng ta, đấy chính là thải độc gan. Glutathione bản chất là gan của chúng ta nó cũng thể tự tiết ra hàng ngày. Nó tiết ra để nó có thể tham gia vào cái quá trình thứ hai trong cái quá trình mà chúng ta trung hòa độc tố rồi nó hòa tan cái độc tố đấy và đào thải ra bên ngoài qua đường nước tiểu này, qua đường da hoặc đường phân. Và mọi người có thể thấy khi nào mà mọi người bị nóng gan theo quan niệm của dân gian ấy thì đơn giản là trong người của chúng ta nó có rất nhiều độc tố thôi, và cái độc tố đấy nó không thể đào thải hết qua đường phân, qua đường nước tiểu thì nó sẽ đào thải qua đường da nữa. Da cũng là một cái cơ quan để chúng ta đào thải độc tố, và lúc đấy thì mọi người sẽ thấy là chúng ta hình như là ngứa rất là nhiều, chúng ta dễ nổi mề đay, dễ bệnh các bệnh về ngoài da, chúng ta dễ bị nấm này, chúng ta bị hắc lào này, bị lăng ben các thứ đấy. Thì đấy là cái báo hiệu mà cái dễ dàng nhất mọi người có thể để ý thấy là gan của chúng ta đang có cái vấn đề, và glutathione nó tham gia vào cái quá trình này cực kỳ hiệu quả. Nó có thể làm trung hòa các độc tố đấy để hạn chế được những cái việc mà cái gốc tự do nó cứ lơ lửng ở trong máu, nó gây ra cái tình trạng ngứa của mọi người. Nó làm cho mọi người có ảnh hưởng tới trí nhớ, ảnh hưởng tới giấc ngủ, chúng ta cảm thấy mệt mỏi, thiếu sức sống rồi chán ăn, hay là trong một vài trường hợp nếu như mà cái độc tố đấy nó sẽ làm cho hủy hoại tế bào gan của mọi người, nó làm tăng men gan, thì nó chính cái glutathione này nó cũng có thể làm hạ cái men gan xuống cho mọi người. Cái glutathione này sẽ tham gia vào rất nhiều những cái quá trình để có thể tái tạo lên tế bào gan của mọi người. Ví dụ như nhá, glutathione nó trung hòa độc tố để đào thải ra bên ngoài, tránh cái việc tổn thương tế bào gan, nó làm hạ men gan, nó sẽ giúp cho cái tế bào gan của mọi người dùng oxy được một cách hiệu quả hơn, và nó cũng sẽ tham gia vào cái quá trình tái tổng hợp nên vitamin C và vitamin E là hai vitamin cực kỳ tốt cho tế bào gan. Nó có thể hạn chế được cái nguy cơ bị gan nhiễm mỡ, nó hạn chế cái bị thoái hóa tế bào gan, và glutathione nó sẽ làm cho bản chất nó sẽ làm cho da của mọi người sáng lên và hạn chế cái việc nám. Chỉ đơn giản là khi mà không có gốc tự do thì nó sẽ không tấn công vào da của mọi người nữa, nó sẽ không có những cái tổn thương, chúng ta ít bị thoái hóa hơn. Chúng ta mà nám hay là các nếp nhăn thì bản chất của nó chỉ là đang có những cái vấn đề liên quan tới thoái hóa ở trên da của mọi người mà thôi. Nhưng mà để có tác dụng thật sự ở trên da ấy, thì bác sĩ Hoa thấy là nó phải cần có một cái đường nó cực kỳ là mạnh, đấy chính là đường tiêm hoặc đường truyền. Vì bản thân glutathione nó rất dễ bị phân hủy qua đường dạ dày. Nếu như ai mà hiểu về dược thì sẽ biết là cái glutathione nếu khi mà chúng ta ăn uống vào là cái dịch dạ dày của chúng ta gần như nó đã phá hủy và nó tiêu hết rồi. Nên mọi người sẽ để ý thấy là glutathione ấy bán mấy trăm nghìn cũng có, vài triệu cũng có. Nó khác nhau ở cái công nghệ chế biến làm sao để khi mà mọi người uống cái glutathione đấy vào thì cơ thể của chúng ta nó có thể hấp thu được để đi vào máu. Nhưng muốn hấp thu được thì nó phải xuống dưới cái vùng ruột non của mọi người thì nó mới hấp thu được đúng không? Còn dạ dày lúc đấy nó mới đang chuyển hóa thôi. Mà bây giờ đến cái dạ dày nó đã bị tiêu diệt rồi thì nó gần như không có cái tác dụng nữa, cái sinh cả dụng của nó gần như là bằng không. Thì bây giờ người ta có thêm cái công nghệ chính là cái công nghệ liposome, có nghĩa là nó sẽ bọc cái vi nang, bọc cái glutathione của mọi người vào trong một cái cầu, và cái cầu đấy nó qua được cái dịch dạ dày và nó đi xuống cái ruột non thì nó mới giải phóng ra, và lúc đấy cơ thể của chúng ta mới hấp thu và cái lượng glutathione vào máu nó mới cao nhất, và lúc đấy thì nó sẽ trung hòa các độc tố và nó sẽ phát huy những cái hiệu quả của nó. Mọi người có thể thấy là khi mà mọi người uống, rất nhiều với bệnh nhân uống với mục đích là để trắng da và giảm nám lại phản ánh với bác sĩ Hoa là cô thấy cô ngủ ngon hơn, và cô thấy là cái tinh thần của cô thoải mái hơn, cô cảm thấy cô ăn ngon miệng hơn, là đúng nhá. Vì glutathione nó sẽ làm cho trung hòa được cái độc tố, thì cái đầu tiên là bệnh nhân cảm thấy người nó khoan khoái hơn và cái giấc ngủ nó bắt đầu cải thiện hơn, cái trí nhớ nó tốt hơn, và nó sẽ hạn chế được cái việc mà mọi người bị nóng gan theo quan niệm của dân gian, có nghĩa là mọi người giảm được các phản ứng viêm giống như kiểu tăng men gan, mọi người có hay bị ngứa gan, hay là mọi người hay bị ngứa ở ngoài da, hay là mọi người có những cái vấn đề về sức khỏe, về nhiệt miệng hay là về viêm nướu. Và một cái quan trọng nữa là glutathione nó còn làm cho tăng cường cái sức mạnh của cái thận của mọi người lên, nhưng cái này nó phải cần qua cái giai đoạn rất là dài. Có một vài bệnh nhân phản ánh là sau khi uống glutathione liền làm tăng được cái nhu cầu, thì thật ra nó cũng đúng một phần, nhưng cái tác dụng đấy nó không rõ ràng. Cái đấy nó chỉ một vài người có thể cảm nhận được thôi, bởi vì là nó trung hòa được các gốc tự do, những cái mà sẽ làm cho tế bào của mọi người bị tổn thương, trong đấy có cơ quan thận của mọi người đấy. Thì khi mà thận nó không tổn thương nữa thì nó sẽ phục hồi và nó sẽ làm tăng cường cái thận của mọi người lên. Cái gốc tự do đấy nó không làm ảnh hưởng tới cái nội tiết tố của mọi người nữa, đặc biệt là nữ giới, cái buồng trứng của chúng ta nó được bảo vệ thì nó sẽ sinh ra estrogen. Thì mọi người sẽ thấy là cái chức năng sinh lý của mình hình như nó có tăng lên một chút, nhưng cái này ở trên lâm sàng thì nó không quá rõ ràng. Cái rõ ràng nhất của glutathione đấy là nó làm tăng được cái sức đề kháng, cái cảm giác mà mọi người khỏe khoắn ở trong người, mọi người ngủ tốt hơn và giảm các phản ứng viêm trong cơ thể.